Okay, congratulations, Sapa. And this talk, what are you doing? Ladder. Gravity. What do you mean? Ôi, đấy thằng này buồn cười, không phải buồn cười đâu. Đấy thằng này là đấy khá là thú vị. Thằng đấy ladder bọn nó để xoay để bắt mấy cái kia đấy. Sabro, hey. sorry. Welcome back my channel. How are you? What do you mean? How are you, Ajay? Oh, I don't remember the gravity. How choose? Sorry guys, the sound gameplay a little bit delay because I'm streaming on my iPad. So yes, I have another job behind. Boy girl, so I don't care about the girl or boy girl. It's my my children. Okay. Showtime. Just last. Thank you so much. Secret. Hey, nice boss. Oh, Sapusam, mình cũng đã qua rồi, mình xem rồi mà. No, where's the last fight on? So beautiful. And boy, handsome like me. Dennis Top. Sapa and Dennis Top. Okay, interesting game. Oh, good game. Okay, let's enjoy the gameplay here. You have a fan with every pro player? Not sure. No, not yet, because so many top players doesn't want. They don't want to ask me because he's scared about the sniper. With us. Come on, stupid wizard. Saba here, fireball, and knockback the wizard from the go to the right lens. No, why lock? Where I lock? Okay, don't care about that, it's balanced. Hey, nhớ em. Vừa đánh hai game em vào muộn quá chưa xem được rồi. Để tin anh đánh tiếp cho xem. You like Shaba game? Yes, maybe I know this guy, he play minor Woodbaker long time. Không, anh chờ xem cái sàn đầu. Xem sàn thắng hay thua, cập nhật tụi mình xem nào. Busan mình chỉ giúp xem đá bóng thật thôi, mình một người thôi. Chứ đang Busan thôi. Hôm 25 này có trận của hình như là của đội nào nhỉ? Tham với lại Barcelona bánh nhỉ? U 3-0 mà, 3 mấy? Có lại buồn quá.
Hôm nay mine ở Goldmaker every time. Để mình check xem kết quả như này. Trên dinh này nó không dừng được. Dừng chân nó vòng 18 á. Thôi trên này được rồi. Được cứu gì mà thôi, 32 được rồi. Thực ra là may mắn là Việt Nam cũng vượt qua được vòng vòng bảng. Anh các bạn có gì không? Không. Hồi 2018 mình có, nhưng mà cách đây 3 năm rồi. Mình vẫn còn tin nhắn với thằng Uzi lúc mà nó còn chưa nổi tiếng. Trong khi lúc mình đấy là đã có một chút gọi là nổi phình phành rồi. Không, thực ra là lúc đấy là Uzi nó ẩn danh. Và mình tích cũng chơi nhiều như bây giờ. 2018 qua biết Uzi giờ gì đâu. Spider and Slido. No, don't need. No way. Ball of air. Đây là Liu Wei. Oh, what the hell, Electro, What the hell, Zion Skaten. Tại the background với Bamus tình nghỉ. Bamus hiện tại là mình không nhớ. À, có thằng Tomoya. Background thì mình nghĩ là thằng Kati hay. Đúng rồi, mùa này cân bằng nên mọi thứ nó quay trở lại. Pero con los 4 millones. Let's go with us. Try to get some damage, bro. Lock. Five on. Three, two. Oh, so close. Oh my God, it's just. I know it's just the game. That's why I'm. What is that? And it's top player. Đáng ví dụ như Long mà try hard thì bây giờ mình nghĩ là Long sẽ có một suất ở trong trong top thế giới ấy, mà đánh CIL final luôn á. Nhưng mà Long không có, có mấy mùa Long nghỉ cơ. Zappy. Các bạn mà đánh các bạn muốn được có một suất ở đánh CIL final ấy, nếu các bạn không vô địch được CIL của từng tháng thì các bạn có thể là top ladder. Top ladder cộng tổng dồn lại bao nhiêu điểm đấy của từng tháng một, của từng mùa một, thì hình như top 10 hay sao thì sẽ có một suất. Không nhớ là top bao nhiêu, nhưng nói chung là cứ tầm ít nhất là top 10 hay top 20 rồi đấy. CIL final. Không, nó không phải là CIL, nó là LPC. Nói chung là gọi là đánh chung kết. Tôi ban đầu là sẽ một suất. Showtime.
Ích bầu với Will mất tích rồi, ôi giời ơi. Will đi xu nào dị vãng rồi anh em ơi. The Will, The Real trong vai của Will. Ích bầu thì thê thảm. Showtime! Yeah!